Tuyết Nha và Phạm Hùng Cường, xướng ngôn viên từ đài IBC TV xin được trọng kính chào quý khán giả. Chào đón đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa ngày hôm nay trên băng tần 57.19 của miền Nam, 16.12 miền Bắc California, 27.7 Houston, Texas, trên hệ thống Galaxy 19 khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên trang mạng ibctv.us hoặc qua kênh YouTube IBC TV Official. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Và như thường lệ, sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Xe tăng Israel đến cổng bệnh viện chính ở Gaza, ngành y xin nhiên liệu để cứu trẻ sơ sinh. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật viện trợ Israel của đảng Cộng Hòa và đối mặt với ngõ cụt tại Thượng viện. Theo Kremlin, đáng báo động về tin nói Tổng thống Zelensky không biết về kế hoạch đánh đường ống Nord Stream. Điện Kremlin cho biết Ba Lan di chuyển xe tăng tới biên giới Belarus sẽ gây căng thẳng. Nghệ sĩ người Nga dàn dựng cuộc biểu tình chống giá niêm yết ra tòa. Mở đầu sẽ là tin tức liên quan tới tình hình cập nhật tại Trung Đông. Xin mời quý khán giả đón xem sau đây qua phần trình bày của sứ ngôn viên Phạm Hùng Cường. Xe tăng Israel đến cổng bệnh viện chính ở Gaza, ngành y xin nhiên liệu để cứu trẻ sơ sinh. Lực lượng Israel tiến đến cổng bệnh viện của thành phố Gaza hôm 13 tháng 11, mục tiêu chính trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát nửa phía bắc của dải Gaza. Ở đó, các bác sĩ cho hay các bệnh nhân bao gồm cả trẻ sơ sinh đang chết vì thiếu nhiên liệu. Theo Reuters, cũng có mối lo ngại mới rằng cuộc chiến có thể lan rộng ra ngoài Gaza, với sự gia tăng các cuộc đụng độ ở biên giới phía bắc của Israel với Lebanon và việc Hoa Kỳ tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu dân quân có liên hệ với Iran ở nước láng giềng là Syria. Israel phát động chiến dịch vào tháng trước nhằm mục tiêu Hamas, nhóm chiến binh điều hành dải Gaza, sau khi các chiến binh Hamas hung hãn tràn qua miền nam Israel, giết chết dân thường. Khoảng 1.200 người thiệt mạng và 240 người bị đưa đến Gaza làm con tin theo thống kê của Israel. Tính đến nay, hàng nghìn người Gaza thiệt mạng và hơn một nửa dân số trở thành vô gia cư do chiến dịch quân sự không ngừng nghỉ của Israel. Israel ra lệnh sơ tán toàn bộ nửa phía bắc Gaza. Cơ quan y tế Gaza cho biết hơn 11.000 người được xác nhận là đã thiệt mạng, khoảng 40% trong số đó là trẻ em. Lực lượng mặt đất của Israel đã tiến vào Gaza hồi cuối tháng 10 và nhanh chóng bao vây thành phố Gaza, khu vực định cư chính của phía bắc. Giao tranh kể từ đó tập trung vào một vòng quay đặt chặt xung quanh bệnh viện Shifa, bệnh viện lớn nhất trong khu vực, nơi hàng nghìn người thường dân đến đó để tìm nơi trú ẩn. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật viện trợ Israel của đảng Cộng Hòa và đang đối mặt với ngõ cụt trong Thượng viện. Tân Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson đang đối mặt với trận chiến lập pháp lớn đầu tiên của ông trong tuần này, khi ông đang cố vận động dân biểu đảng Cộng Hòa đang chiếm đa số nhưng lại bị chia rẽ, hãy ủng hộ cho một kế hoạch để tránh việc chính phủ phải đóng cửa một phần kể từ ngày 18 tháng 11 tới đây. Một số đảng viên đảng Cộng Hòa theo đường lối cứng rắn ở Hạ viện phản đối đề nghị của ông Johnson về dự luật tạm thời gồm hai bước thay thế cho việc cắt giảm chi tiêu. Một dạng dự luật sạch giống như dự luật đã dẫn tới việc ông Kevin McCarthy, tiền nhiệm của ông Johnson, bị phế truất, một diễn biến mang tính lịch sử. Đây cũng là cuộc tranh cãi tài khóa thứ ba tại Washington trong năm nay, sau cuộc đối đầu vào mùa xuân kéo dài nhiều tháng về khoản nợ hơn 31.000 tỷ Mỹ Kim của quốc gia, khiến chính phủ liên bang ở bên bờ vỡ nợ. Một số nghị sĩ đảng Dân Chủ ở Quốc hội cho biết họ sẵn sàng chấp nhận kế hoạch của ông Johnson, nhưng phải được Thượng viện do đảng Dân Chủ chiếm đa số thông qua và phải được Tổng thống Joe Biden ký thành luật trước nửa đêm 17 tháng 11 nhằm tránh gián đoạn việc trả lương cho 4 triệu nhân viên liên bang, đóng cửa công viên quốc gia và cản trở mọi thứ, từ việc giám sát tài chính cho đến việc nghiên cứu khoa học. Điện Kremlin nhận xét đáng báo động về tin nói Tổng thống Zelensky không biết về kế hoạch đánh đường ống Nord Stream. Kremlin nhận xét rằng thật đặc biệt đáng báo động khi một phóng sự của báo Washington Post nói rằng một sĩ quan quân đội Ukraine đã điều phối vụ tấn công vào đường ống khí đốt Nord Stream của Nga. Càng đáng chú ý hơn khi tờ báo này cũng viết rằng Tổng thống Ukraine đã không hề biết gì về việc này. Hiện chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ nổ hồi tháng 9 năm 2022 xảy ra ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch và làm đứt 3 trong 4 số đường ống của hệ thống cung cấp khí đốt của Nga đến châu Âu.
Tờ Washington Post đưa tin ông Roman Jabrinsky, một sĩ quan quân đội cao cấp của Ukraine, có mối quan hệ sâu sắc với các cơ quan tình báo của Ukraine và là người điều phối vụ tấn công và trích dẫn những người am tường với hoạt động này, nhưng không nêu tên, nói rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã không được báo cáo. Ông Jabrinsky nhận lệnh từ các quan chức cấp cao Ukraine. Những người sau đó đã báo cáo lên Tổng Tư lệnh Valery Zaluzhny, tờ báo Washington Post cho biết. Điện Kremlin cho biết Ba Lan di chuyển xe tăng từ biên giới Belarus sẽ gây ra căng thẳng. Kremlin đã nói rằng Ba Lan khai triển xe tăng gần biên giới Belarus sẽ làm gia tăng căng thẳng, nhưng đồng minh của Moscow tại Minsk sẽ làm mọi cách cần thiết để bảo đảm an ninh. Phát ngôn viên Kremlin là ông Dmitry Peskov trả lời câu hỏi về kế hoạch được báo cáo của Ba Lan để khai triển một tiểu đoàn xe tăng mới ở ngay khu vực gần biên giới của Belarus. Nghệ sĩ người Nga dàn dựng cuộc biểu tình chống giá niêm yết ra tòa. Nghệ sĩ, nhạc sĩ người Nga thay bản giá siêu thị bằng yêu cầu chấm dứt xung đột ở Ukraine ra tòa hôm thứ Hai, ngày 13 tháng 11. Alexandra Skorchenko, 33 tuổi, được bạn bè gọi là Sasha, đã phải ngồi tù hơn một năm rưỡi ở St. Petersburg trong khi hệ thống pháp luật của Nga giải quyết trường hợp của cô. Những người chỉ trích nói rằng đây là một phần trong chiến dịch trấn áp bất kỳ ai trên tiếng phản đối hoạt động quân sự đặc biệt của Moscow. Theo nhóm bảo vệ quyền OVD Info, nhà chức trách đã bắt giữ gần 20.000 người hoạt động ủng hộ hòa bình và mở hơn 800 vụ án hình sự chống lại những người bất đồng chính kiến ủng hộ hòa bình. Bộ Tư pháp đã chỉ định nhóm nhân quyền này và đặc vụ nước ngoài và trang web của họ bị chặn ở Nga. Nga đã thắt chặt luật pháp đối với những người bất đồng chính kiến sau khi đưa quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái, tăng cường hành động chống lại những người chỉ trích mà Moscow coi đây là chia rẽ không thể chấp nhận được khi đất nước này đang bị mắc kẹt trong điều mà Tổng thống Vladimir Putin miêu tả là một cuộc đấu tranh hiện sinh với phương Tây. Shevchenko đã thay các thẻ ghi giá trong một siêu thị ở quê hương St. Petersburg của cô vào ngày 31 tháng 3 năm 2022 bằng 5 mảnh giấy nhỏ kêu gọi chấm dứt xung đột. Chưa đầy 2 tuần sau, cô bị giam giữ sau khi một người mua hàng phàn nàn. Thưa quý khán giả, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ quay trở lại để gửi đến quý khán giả những tin tức nổi bật liên quan tới đặc vụ bảo vệ cháu gái của Tổng thống Biden đã nổ súng trong vụ đột nhập xe hơi. Tổng thống Biden nói về việc gì về vấn đề Gaza hiện nay, và Tổng thống Biden cũng muốn thúc đẩy Trung Quốc nối lại bàn giao quân sự với Hoa Kỳ. Nepal đã cấm TikTok của Trung Quốc, cáo buộc nó có tác động tai hại tới xã hội. Xin mời quý khán giả đón xem.